Kính chào quý vị. Hôm nay là cái cây mai này mình đã chiết từ một cây mai lớn ra này. Có một cái chậu mai. Thì bữa nay là gần hơn một tuần ha. Thì bắt đầu nó đổ bông cũng nhiều này. Đó. Là cây mai này mình chiết từ cây lớn ra nghe. Hôm nay mình sẽ đem cái cây mà mình chưng chiết nhánh mình chưng Tết nè, mình chiết mình bó mình chiết mình chưng Tết xong đó, giờ mình sẽ đem ra mình xả tàn lại nghe, làm cho quý vị xem luôn, rồi mình bón phân rồi cho nó nghe, rồi cho quý vị coi, giờ mình sẽ tiến hành mình xả tàn lại. Và cái cây bây giờ mình sẽ cắt nha quý vị nha. Cây này mình chiết nhưng mà cái màu đỏ nè, không vì là biết cái gì ông này là mình hồi đó mình sơn cái đồng đỏ lên á để cho cái trị nấm á nên nó màu đỏ đỏ chứ không phải là cái cây lúc đầu hôm trước mình chưng Tết nên người ta tưởng đâu cây giả không à. Cái anh phát nó bông giả nè, bông của nó là 2 4 6 8 9 9 cái này, 9 trái ha, con này 2 4 6 trái này, tức là bông này từ 5 cánh 9 cánh có. Kêu bông giả Đúng rồi, trong tưởng nó bông giả không vậy, nhà. thì nhánh nó còn hơi yếu mình sẽ đông lại cắt tỉa lại. Cái đó nó bén lắm hả cha? Dữ hả? Con cắt cỏ đứt luôn á. Lá chà bá luôn quý vị, cây nhánh nè ha. Kêu bông giả, kêu cây bông giả. Trời. Bữa trước Rồi, đây là những cái nhánh mình ghép này, máu ghép ha. Bây giờ mình sẽ pha cái rễ vô. Đây là một gói tonic này. Sẽ pha một miếng rồi mình tưới lên đây ha. Cái này nó đi công chuyện rồi. Dài, cái này hơi dài. Rồi cắt thôi. Cái này giờ cắt ra. Đâu nhánh lại. Rồi. Tôi tạm thời như thế đi. Rồi có để cho quay cái coi. Cây này là mình mới xịt thuốc nha. Cỡ này là mình phải xịt thường xuyên nè nè. Muốn bị sâu nè. Không? Thì phải xịt thuốc sâu của bọ trĩ nha. Xịt mới xịt. Chết rồi.
Atonic cái gì mình tưới từng tưới lần. Thân nó màu đỏ đỏ là mình phết cái thuốc nha, thuốc đồng đỏ nha, trị nấm trị trị xét đó nha, thân thư. Lá bắt đầu phát triển ha. Tiếp tục mình sẽ cập nhật liên tục cho quý vị xem một cây mai chiếc nhánh và nó phát triển. Rồi tiếp tục nha, bữa nay cập nhật nè, nay là 12 tháng 2 âm lịch rồi, giữa gần giữa tháng 2 âm lịch nè, cây bông mai chiếc nhánh nó sống như thế này ha. Cái lá này siêu siêu to khổng lồ luôn, lá mai này giống như lá xoài ghê không, còn đa số nhánh nào nó cũng lên, xem có cái nhánh này nó hơi nhánh này nó hơi yếu nè ha, nó vẫn tươi à, nhánh này nè, nhánh này nó đâu rồi à, nhánh này nó hơi yếu nghe, thì nó cũng có nhánh yếu nhánh lên, đa số nó lên à. Nhưng mà nhánh nào cũng có lên rồi nghe. Rồi sau giữa tháng 2 á, sao cái chỗ này nó hơi héo héo à, rồi ráng chờ đợi thôi, còn cái này tươi ha. Thì tưới nước thì cây trong chậu này mà tưới thường là 3 ngày mình có tưới 1 ngày, mấy nay 3 ngày mình tưới, 3 ngày mình tưới. Từng mình tưới Atonic 1 lần. Phun Atonic. Từng nữa thì mình bỏ cái N3M để thôi cứ luân phiên vậy đó. Rồi một rồi có dám bonsai sai luôn các vị nghe. Cập nhật thôi. Tiếp tục mình sẽ cập nhật nữa cho vị xem sao. Và đây là cây mai đã tới ngày mùng 10 tháng 3 nha. Là hôm nay là tính ra là qua Tết là 2 tháng 10 ngày, 70 ngày nha. Thì giờ có một số nhánh nó bị khô nè. Đây. Đây là nhánh bị khô. Rồi. Nó hiện tượng nó sẽ khô. Mai ghép là vậy đó, mai ghép thì nó dở, nhưng mà mai đặc biệt mai ghép đó, còn mai ghép còn mai chiếc nữa. Mình chiết nhánh ra cầm chắc nó khó hơn mấy cái kia, có hiện tượng khô nhánh cắt ngang à. Rồi trên đây còn tươi để ráng đi lại. Có những cái lá bự ha. Đó mà chiết nhánh quý bà con mày chiếc rồi chơi Tết rồi qua Tết hôm nay nó vậy nè, những cái nhánh nào khô thì mình cắt bỏ nha. Rồi bây giờ hôm nay là cái cây này nó mình để ở trong bóng râm nha, bây giờ mình sẽ cho ra nắng, nắng từ từ. Hơi nặng đi, mình sẽ đi ra nắng luôn. Hôm nay được cái mưa âm u đây thì mình để đặt đây nha, đặt cái dàn mi mai mini của mình nha. Chỗ này thì bữa nay hơn là nó âm u, mình để luôn cho nó đó. Thôi cũng không hài lòng lắm, lát mình để cái mai bên kia đi, mình để bên kia nó đỡ nắng hơn. Rồi thôi để về luôn nha.
Rồi cây mai ấy, mai chiếc nhánh này bây giờ mình mới đưa ra nắng nha. 3 tháng 2 tháng 10 ngày. Hôm nay mình mới đưa ra nắng nha. Cho ra nắng luôn đi. Hôm nay âm u cho ra luôn. Rồi, chờ kết quả vài tháng nữa cho quý vị xem nha. Rồi, cho anh ở đây luôn, ở với cái dàn mai mini của mình luôn. Rồi. Những cái mai mini nha, chậu nhỏ nhỏ xíu hả? Đây là cây mai chiếc nhánh tới ngày mùng 5 tháng 5 nha. Thì nó như thế này bà con. Mai chiếc nhánh nè. Đó, hồi đó mình chiếc mình chơi Tết đó nha. Cái thì giờ nó mùng 5 tháng 5 nè. Ra nay đợt này đợt lá thứ ba đó. Ừ con. So với mấy cái cây mà mini kia của mình thì mấy cây kia nó gốc nguyên si thì nó mạnh hơn. Còn cây mình chiết ra thì nó sẽ yếu hơn nha. Đó, nhưng mà nó vẫn sống ok nha, tốt. Xin xe. Đây là đợt lá thứ hai à. Mình phân thì hàng tháng bỏ cho nó một lần nha. Ở đây thì mình bón phân NPK. Và xịt thuốc sâu thì hàng tuần mình xịt. Còn xịt nấm nữa nha, đỏ đỏ nè. Da đỏ đỏ là ở đây mình xịt đồng đỏ trừ nấm nha. Còn Atonic thì 2 tuần, 3 tuần mình có khi rảnh rảnh mình xịt lần. Đó. Ông mini. Thì cây mai chiếc nhánh tới mùng 5 tháng 5 nó như thế này. Cũng tương đối ha. Nhưng mà nó so với những cái mai mini mình trồng này. Cái này chút 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 nhỏ 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 nhưng mà nó tốt lắm, đủ chất thì nó sẽ tốt. Còn những cây lớn xum xê ha. Nhưng mà tới mùng 5 tháng 5 mà nó như thế này thì nó cũng được, Tết nó có bông nữa. Nó được lá thứ hai, được lá thứ ba. Có những cái lá nó tốt cũng bự. Con này này hôm trước xịt này giống như bị bọ trĩ nha bà con, bị quăng lá. Xịt thuốc sâu trễ ngày hai ngày là nó sâu à, sâu bọ trĩ vậy đó. Rồi cái mai mà mình Tết mình chơi cái mình chiết cái bây giờ tới mùng 5 tháng 5 cho bà con xem được nha. Tức là ai có những cây mai mà không có đẹp thì mình chiết ra mình ương lại giống như mình á. Rồi, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi nha. Xem thấy thú vị hãy nhấn like, nhấn đăng ký, nhấn chuông để nhận video tiếp theo. Tạm biệt và hẹn gặp lại bà con video sau nha.